hơn con chó. Anh em chuẩn bị neo dốc về. Con dốc này gọi là ui giời, huyền thoại luôn đấy. Mình chưa bao giờ được đi cái con dốc này đâu ấy. Mình đang sợ cái sức của mình nó không thể lên được ấy. Thôi cố gắng nhá. Mình mà không lên được thì mọi người đừng cười mình nhá. Sức khỏe thì nó có giới hạn thôi. Anh Trung thì anh ấy, kia rồi. Kia kìa, kia. Đây đây, ngay chỗ này thôi mà. Đây anh Trung ngay chỗ này thôi mà. Đừng rửa dốc nhá. Về trước đây. Lên đến đỉnh xem có chờ anh em nhá. Nhiều lắm à. Cái con chó kia nó cứ theo. Nó không chạy được nữa. Con dốc này khá đấy. Trải nghiệm con dốc này. Tiếc là hôm nay anh Chiến không đi theo. Chiến đi theo cũng ngồi. Vâng. Có ghi lại những thưa đoạn video này cho Chiến. Rồi, anh ghi rồi. Cứ từ từ mà dẫn. Lên được hết. Nhìn lại mới thấy con dốc kìa. Ghê gớm. Long tỷ phùng chắc gì đã bằng. Để số 2 trước. Sáng sau. Nặng quay chân quá. May anh Thủy không xuống ấy. Anh Thủy mà xuống à. Chết dở. Tầm này tăng tốc phát vượt anh Trung luôn. Chân em chưa thấy gì.
nóng nhỉ. Nói chung không khó. Cái dốc này ngắn thế nhỉ? Đi đâu? Đi đâu? Làm cái đỏ nữa. Tôi đi không? Chụp cây, chụp cảnh này đẹp lắm. Chụp cảnh này? Ừ, cây đẹp lắm. Anh cũng đang thấy cái cảnh này đẹp. Ta tiến đến đây để chụp chỗ đấy luôn, cắt cái hoa. Chụp ngang máy. Đấy, cắt vào đầu hoa. Dài dài ra đi. Em đang chụp cảnh trước. Ui. Cảnh đẹp này không chụp phí lắm anh Trung ạ. Làm cái đi. Không sợ đâu anh ơi. Mưa bão anh em mình chạy được hết. Cứ bình tĩnh. Từ dưới nha. Chụp phát. Rồi. Đây chú. Khả năng anh Thùy anh Thùy đi trước một tí rồi. Đi từ từ. Cái hoa vừa rồi không biết hoa gì. Giờ đi xuống nhẹ thôi. Anh Trung đi trước đây. Em quay cho. Úi giời.